Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày bài tập kiểm tra bài tập dự kỳ lần 1 mà thầy nói mua về nhà mô phỏng lại. Thì cái bài tập của mình có yêu cầu là viết chương trình, là thiết lập 32 lát đơn và 4 lấy bài đoạn, có gạch dấu chính giữa. Khi bấm nút up thì 32 ấy sáng dần từ phải sang trái, nút down thì 32 led tắt dần từ trái sang phải. Khi nhấn start ấy, thì chương trình sẽ đến sản phẩm và bắt đầu từ cái số mà led nó đang sáng hiển thị. Còn nhấn stop thì chương trình nó sẽ dừng đếm. Thì em đã có sẵn cái mạch ở cái chương trình code cho bài tập này. Thì đây em sẽ khai báo biến rồi thư viện khai báo biến. Đây chương trình quen up down start và đây chương trình chính. Thì về phần mạch thì em cũng đã có sẵn cái mạch của bài này. Đây là 4 lấy bài đoạn, đây là đánh đơn, đây là 4 nhấn start, up, down, start, stop. Rồi, thì bây giờ em sẽ nộp file head vô cho cái chương trình này. Thì đây là kiểm tra. Khi nhắm thì chúng ta sẽ gạch sẽ chạy 4 dấu gạch ngang của 4 lấy mấy đoạn. Rồi khi nhấn nút start, khi nhấn up thì nó sẽ đếm từ trái sang phải. Rồi em sẽ cho đếm 5 6 7 8 9. Thì bây giờ up nhấn down sẽ đến từ sang trái. Rồi, đã thì chúng ta thấy là có 6 led đang sáng. Thì rồi thì nhấn thì sẽ trạng thái ban đầu rồi. Rồi giờ có 6 led bảy đoạn, 6 led đường đang sáng, thì giờ chương trình sẽ đếm sản phẩm là đến đây số 6. Thì em cho 1 2 3 4 chạy hai lát 5 mấy nó được. Thì xin lỗi thầy là cho máy em nó bị đơ cái này, nhưng nếu mà đâu bấm nhấn một cái nữa thì nó sẽ hiện số 6 và khi đó là chương trình chúng ta sẽ chạy đúng. Và trên đây là phần trình bày của em về bài tập kiểm tra trên lớp và thầy bị mô phỏng về nhà. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.